Chào các bạn, mình là diễn viên Việt Hằng. Hôm nay mình muốn chia sẻ đôi chút một chút kinh nghiệm của mình qua việc gửi gắm con vào trung tâm học ngoại ngữ, đó là trung tâm ALES. Thực ra với công việc làm diễn viên thì khá là bận rộn và con cũng lớn rồi, cho nên cái việc kèm cặp con cái học hành cũng là một bài toán khó với công việc của bọn mình. Mình đã lựa chọn trung tâm nơi mà điều kiện và có một cách thức cho con đi học thì con có thể tự tin hơn để giao tiếp tốt, đó là đến trung tâm Anh ngữ ALES. Thực ra với xu hướng thời đại bây giờ thì hành trang cho các con bước vào cuộc sống mới, đó là không có gì là bố mẹ đầu tư cho các con về học vấn. Và điều cơ bản nhất bây giờ tôi nghĩ là với ai cũng rất là cần thiết với cái tấm bằng ngoại ngữ, bởi vì với thời đại của các con mà không có ngoại ngữ thì rất khó cho mình tìm việc. Với một mục đích nữa của chúng tôi là muốn cho cháu hướng nghiệp, cho cháu đi du học ở nước ngoài cũng giống như chị của cháu, cho nên việc thi để có một chứng chỉ IELTS rất là quan trọng, thậm chí có thể xin được học bổng. Tôi đã đi tìm hiểu một số trung tâm ngoại ngữ, nhưng đặc biệt đến với ALES thì không hiểu tại sao tôi có một cái cảm nhận tôi rất là tin tưởng ở đây. Đương nhiên không phải là về cảm giác đâu, mà thực tế tôi đã đi tìm hiểu và tôi đến đây thì tôi đã được các bạn tư vấn và cho tôi biết được cái phương pháp và dạy ở đây với các bạn, để cho các bạn có một cái trình độ ngoại ngữ đúng như mong muốn. Thì với cái trình độ chuyên môn của các giảng viên ở tại đây thì chuyên nghiệp, làm tôi rất yên tâm. Một lý do nữa mà khiến Nguyệt Hằng rất yên tâm khi gửi con đến trung tâm Anh ngữ ALES đó là cái bản cam kết chất lượng học tập ở đây. Ở đây sẽ đào tạo con từ mức cơ bản, từ không, chưa có gì, sẽ đến lúc đầu ra sẽ là được 7 chấm. Còn nếu như mà trong lộ trình học đó mà con chưa đạt được thì trung tâm sẵn sàng cho con đào tạo học lại và miễn phí. Chắc chắn về mức chi phí là rất nhiều phụ huynh quan tâm và không phải là với ai cũng có sẵn sàng có một kinh tế để có thể sẵn sàng đầu tư cho con đi học. Nhưng mà tôi nghĩ là với một chi phí 6 triệu một khóa và một lộ trình học của con sẽ khoảng 5 khóa mà lại đạt được kết quả tốt thì chắc chắn là không bậc phụ huynh nào cũng như Nguyệt Hằng tôi sẵn sàng để đầu tư cho con. Có thể một số phụ huynh chưa hiểu rõ được tầm quan trọng của chứng chỉ IELTS. Nguyệt Hằng có thể nhắc lại một chút, khi có chứng chỉ IELTS thì các con khi thi tốt nghiệp phổ thông trung học sẽ được miễn thi môn tiếng Anh để có thời gian ôn các bộ môn khác. Và một quyền lợi nữa là các con có thể được xét tuyển thẳng vào đại học và các trường đại học lớn, và cũng có thể có được học bổng để đi du học nước ngoài. Đặc biệt là bên ALES có một lớp học Buffet với giáo viên nước ngoài, cho con đến bộ nhanh hơn mà đạt kết quả cao. Khi vào trung tâm con test được 2.5 và sau khoảng một thời gian học con thi đã được 8.0. Một kết quả quá sức mong đợi của cả hai mẹ con đấy. Nhưng thực ra ở đây cũng có một cái phương pháp mà dạy các con học mà mình cũng cảm thấy rất là yên tâm, tin tưởng, là bởi vì khi các con học chung ở trên lớp rồi nhưng thiếu một kỹ năng nào đó là có ngay gia sư kèm riêng để bổ trợ thêm cho các con để có thể hoàn thiện và có kết quả tốt như thế này. Và đặc biệt hơn nữa là các con còn có những cái khóa học buffet với lại cả thầy giáo nước ngoài. Để được kết quả như bây giờ thì một phần rất là nhờ mẹ động viên con
khi con theo học ở trung tâm và mục đích đại học của con cũng giúp con được đi du học. Theo cô Anh, cô Hiền và thầy Vermi, anh Đức Alex đã giúp con có động lực cho con. Tâm lý của các bậc phụ huynh có con giống như Nguyệt Hằng chắc chắn là cũng không phải dễ dàng khi mà thuyết phục các con đi học ngoại ngữ để có một tấm bằng trong tay. Nhưng thực tế trải nghiệm của mẹ con Nguyệt Hằng thì các phụ huynh đã thấy, nếu như tìm hiểu và nếu như thấy tầm quan trọng và lợi ích của tấm bằng IELTS trong tay, nó sẽ lợi thế như thế nào cho bước đường tương lai của các con, thì chắc chắn các con nó sẽ nghe theo và sẽ rất hào hứng khi đến trung tâm để học. Và điều Nguyệt Hằng muốn trải nghiệm ở đây nữa là bản thân Nguyệt Hằng đã tới trung tâm IELTS rồi và quý vị cũng đã biết. Vậy thì đây là một địa chỉ rất tin cậy để quý vị cũng tin tưởng các con ở đây.